Còn bây giờ chúng tôi xin được trở lại với những thông tin trong nước cập nhật đáng chú ý. Như chúng ta thấy là siêu bão Alpha đổ bộ vào khu vực Ấn Độ, minh chứng cho một điều là hiện nay là trái đất đang nóng lên và rất nhiều những hiện tượng thời tiết cực đoan thiên tai đã xảy ra khi mà số lượng cây xanh trên trái đất đang ít dần đi. Thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện này thì ở Việt Nam, để triển khai dự án đường sắt Nhổn Ga Hà Nội thì vào năm 2016, công ty cổ phần Biro là đơn vị thực hiện di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã về vườn ươm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội để chăm sóc. Thế nhưng chỉ được một thời gian thôi thì số cây trên đã bị bỏ rơi, rất nhiều cây đã bị chết, cả tiền thuê đất của người dân thì cũng không thấy đâu. Vườn ươm Đa Tốn đang trồng hàng trăm cây xanh từ năm 2017. Những cây phượng, sa cư, dồi sấu đang dần chết theo thời gian. Dưới nắng nóng hè, nhiều cây lá đã tàn úa, lớp vỏ sa cư xù xì này đã bong chóc từ gốc đến ngọn, mục rỗng như mùn. Tôi quá tiếc về việc đấy thì tôi mới phải tự làm cái việc đấy. Thật sự ra công ty Bevodo không thuê tôi để chăm sóc cây ở đây. Thế nhưng mà tôi thấy xót thương vì cái việc này. Tôi nghĩ rằng kiểu thành phố sẽ tìm lại là vào đây để lấy những cây này để trang trí vào những khu công viên thì rất là tuyệt vời. Một cái cây này có phải là một sớm một chiều có được đâu. Hàng cả một đời người chứ đâu có phải là cái chuyện đơn giản. Ta bỏ một tí tiền ta mua được cái cây này không phải là dễ. Đây nó rơi vào khoảng tầm chắc vào khoảng gần 30 cây thì chết. Theo ông Hưng, chủ mảnh đất của vườn ươm xã Đa Tốn, năm 2017, ông cho công ty Bipro thuê mảnh đất tại vườn ươm Đa Tốn để doanh nghiệp này di rời 106 cây xanh trên phố Kim Mã về vườn ươm chăm sóc. Vậy nhưng chỉ được thời gian đầu, sau đó công ty này bỏ mặc cây héo khô chết rũ. Từ năm 2016 đến bây giờ là năm 2020 rồi, thì mới thanh toán cho người dân ở đây là 1 năm, còn 3 năm nữa phải thanh toán cho người dân ở đây để người ta còn trả cái tiền thuế của nhà nước chứ. Cái thứ hai là phải di chuyển cái cây này đi giả cái đất của người dân để người ta còn phải làm việc. Hợp đồng thì hết rồi. Thế bây giờ cái cây này bây giờ hiện tại đang nằm ở đây thì không có người chăm sóc. Công ty Bevodo mới mang về đây thì trồng được hơn 2 tháng xong bỏ. Thậm chí cái tiền của người dân giúp đỡ để mà làm trong cái việc ở đây, chăm sóc ở đây cũng không trả tiền cho người ta. Thế như thế là một cái hành động rất là vô lý. Còn đây là hợp đồng được ký giữa ông Nguyễn Văn Hưng và công ty Bipro. Theo hợp đồng này, ngày 17 tháng 10 năm 2016, công ty Bipro đã ký hợp đồng thuê thửa đất có diện tích 3.000 m², thời hạn thuê đất là 2 năm, từ ngày 2 tháng 11 năm 2016 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018, với giá 150 triệu đồng một năm. Nhưng thực tế, Bipro mới chỉ thực hiện thanh toán tiền thuê đất hết năm 2017. Từ đó đến nay, mặc dù ông Hưng đã gọi điện và gửi văn bản đến công ty Bipro, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Lúc này, ông Hưng mới biết Bipro là một công ty ma, các địa chỉ trên website của công ty cũng đều là giả. Đủ các kiểu gọi điện rồi, tôi đi tìm các đơn vị đấy, thì hóa ra là cũng không thấy đâu cả. Cứ tìm mãi thì mới ra được, tôi là tìm mãi thì mới ra được cái công ty đấy. Hóa ra là công ty đấy là lúc đầu tiên ký, thì tôi tìm hiểu rằng là cái việc đấy là không đúng. Cái cơ sở mà lúc ban đầu để giới thiệu là cũng không có địa chỉ chính xác. Đầu tiên là người ta nói là công ty đấy là ở chỗ 117 Phùng Khoang. Thế mà tôi đến 117 Phùng Khoang cũng không phải là công ty đấy có cái đơn vị mà đứng chức danh là thuê cái nhà đấy để làm đại diện công ty là không có. Trước đó năm 2016, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố đoạn Nhổn Ga Hà Nội tuyến số 3, tổ chức thi công dốc hạ ngầm tuyến trên cao đoạn từ đền Voi Phục đến ngã tư Kim Mã Liễu Giai. Chủ đầu tư sau đó có đề nghị xin cấp phép dịch chuyển cây xanh. Ngày 18 tháng 8 năm 2016, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội dịch chuyển chặt hạ 106 cây xanh. Trong quyết định, Sở Xây dựng đã giao cho công ty Bipro thực hiện việc dịch chuyển. Trong thời gian thực hiện việc dịch chuyển từ tháng 9 năm 2016 đến khi kết thúc, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Khánh sẽ giám sát, xác nhận chủng loại và có nghiên cứu phương thức đánh chuyển di rời. Số cây này đã được Bipro di rời về vườn ươm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội để tái sinh và chăm sóc.